31. Phẩm phước sanh. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích rằng: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện đối với bát nhã ba la mật đa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố, hoặc kính cẩn biên chép, trang nghiêm đủ lại, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại đem các loại thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, cờ phướn lọng báu, các trân châu đẹp quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường thì được phước vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì bát nhã ba la mật đa đây có thể thành tựu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng thành tựu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng thành tựu nội không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng thành tựu bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng thành tựu năm nhãn sáu thần thông, cũng thành tựu tất cả môn tam ma địa môn đà la ni, cũng thành tựu